Tối ngày 5 tháng 6, Bộ Y tế cho biết có thêm 83 ca mắc COVID-19, trong đó 3 ca nhập cảnh đã cách ly ngay, 80 ca trong nước. Tại Bắc Giang ghi nhận 39 ca, Bắc Ninh 28 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 6 ca, Vĩnh Phúc 2 ca, Bình Dương 2 ca, Lạng Sơn 1 ca và Bệnh viện Ca Tân Triều 1 ca, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương Cơ sở Đông Anh 1 ca. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam trong ngày hôm nay là 254 ca và 68 bệnh nhân đã chữa khỏi. Tính đến 18 giờ ngày 5 tháng 6, Việt Nam có tổng cộng 6.990 ca ghi nhận trong nước và 1.551 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 5.420 ca. Tính đến sáng nay, riêng địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, ngành y tế đã áp dụng cách ly tập trung người đi và đến ở 7 địa điểm tại 5 quận huyện và cách ly tại nhà 49 điểm tại 13 quận huyện. Cụ thể, quận Gò Vấp 9 điểm, quận Tân Phú 8 điểm, quận Tân Bình 5 điểm, quận 12, quận 7, quận Phú Nhuận mỗi quận 3 điểm. Mỗi quận 1, huyện Hóc Môn, thành phố Thủ Đức có 4 điểm, quận 3 2 điểm, quận Bình Thạnh 2 điểm, quận 10 và huyện Nhà Bè có 1 điểm.